Chào mừng các em đến kênh Thời Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 9 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sau đó hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp với toán lớp 9 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống, bài tập cuối chương 2, tiết số 3. Giờ tiết số 3 mình sẽ làm câu 2.31. Bạn Khanh tham dự một kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm có 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có số điểm là số nguyên từ 0 tới 10. Điểm trung bình của ba bài nghe, nói, đọc của bạn Khanh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của bạn Khanh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình của bốn bài kiểm tra từ 7 điểm trở lên. Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số hợp phần thứ nhất. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Như vậy ở đây người ta cho mình trung bình của ba bài nghe, nói, đọc là 6,7. Thì mình sẽ đi tính được tổng điểm của ba môn, của ba bài đó đúng không? Chưa hết cần đi tính tổng điểm của ba bài kiểm tra. Nghe nói đọc của bạn Khanh là như tìm tổng điểm thì các em lấy điểm trung bình nhân cho bài. Như ở đây mình lấy 6,7 nhân 3 đúng thì bằng là 20,1. Ở đây khoảng nha. Khoảng là 20,1 nhưng mà ở đây mình người ta nói là đề bài kiểm tra sẽ là điểm sẽ là cái số nguyên từ 0 tới 1, như ở đây mình thấy là mình lấy là 20 chứ không phải là 20,1 nha. Ở đây mình để là gần bằng 20 đúng không? Mình sẽ lấy số 20. Do mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên. Từ 0 tới 1, đúng không? Từ 0 tới 10. Như vậy tổng điểm 3 môn ở đây sẽ là 20. Vì đây là mỗi bài kiểm tra đều là cái số nguyên thì tổng của nó phải là số nguyên không? Như vậy tiếp theo khi người ta hỏi cái gì, người ta hỏi là bài kiểm tra viết của bạn Khanh cần bao nhiêu điểm để trung bình sẽ lớn hơn 7. Như vậy mình sẽ gọi x là điểm điểm của bài kiểm tra viết nhé. Gọi x là điểm bài kiểm tra viết. Của bạn Khanh. Như điều kiện ở đây sẽ là x sẽ là số nguyên từ 0 tới 10. X sẽ lớn hơn 0. X lớn hơn 0 và bé bằng 10. Và x sẽ hụt số tự nhiên n sao, x hụt n sao có nghĩa là số tự nhiên khác không. Khi đó điểm trung bình bốn bài kiểm tra của bạn Khanh là, khi đó điểm trung bình bốn bài kiểm tra của bạn Khanh lại thì mình sẽ lấy 20 cộng cho x này giờ chia cho 4 thì sẽ ra điểm trung bình thôi đúng không? 20 cộng x chia 4
Tiếp theo, để điểm trung bình cả 4 bài thi từ 7 trở lên thì để điểm trung bình đây là điểm trung bình của 4 bài, điểm trung bình của 4 bài kiểm tra bạn Khanh. Để điểm trung bình 4 bài kiểm tra của bạn Khanh được từ 7 trở lên. Vậy phải không trở lên. Như vậy cái này sẽ lớn hơn bằng 7 đúng không? Giờ mình sẽ đi giải cái phương trình này luôn. Giờ bây giờ mình sẽ giải cái bắc phương trình này. Giờ như vậy là chia chuyển quý lệnh nha. Như vậy có nghĩa là 20 cộng x sẽ lớn hơn bằng 4 x 7 là 28, lớn hơn bằng 28. Giờ như vậy, x sẽ lớn hơn bằng 2 là cộng chuyển quý là trừ 28 trừ 20 thì 8, như x sẽ lớn hơn bằng 8. Mà ở đây mình có là x sẽ là lớn hơn 0 và bé hơn bằng 10. X của n sao? Vậy một kết luận là vậy. Bài kiểm tra quyết của bạn Khanh cần được. Bài kiểm tra viết của bạn Khanh cần được 8 điểm hoặc là 9 điểm hoặc là 10 điểm đúng không? Để điểm trung bình cả 4 bài từ 7 trở lên. Để điểm trung bình 4 bài kiểm tra. Được từ 7 trở lên. Giờ như là mình xong câu 2.31 nha. Giờ 2.31 kem hiểu bài, cái xong thích video thì kem hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu 2.32. Để lập đội tuyển năng khiếu quỳ bóng rổ của trường thì thầy thể dục sẽ đưa ra quy định tuyển chọn như sau. Mỗi bạn dự tuyển sẽ ném 15 quả bóng vào rổ. Quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm. Quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả bóng vào rổ nhé. Như vậy người ta hỏi cái gì các em gọi đó là ít. Như gọi ít là số quả bóng học sinh cần ném vào rổ đúng không? Gọi ít là số quả bóng học sinh cần ném vào rổ. Như vậy ít sẽ là ném 15 quả, như x sẽ lớn hơn bằng 0 và bé hơn bằng 15.
equal n sec đúng này. Như vậy điều kiện ở đây sẽ là x sẽ lớn hơn 0 và bé hơn bằng 15. Và x của intercept. Giờ như vậy x là số quả bóng ném vào rổ, như vậy là trước tiếp theo mình sẽ tính số quả bóng ném ra ngoài. Số quả bóng ném ra ngoài này. Như vậy là tổng cộng là 15 quả, mình lấy 15 chữ thì sẽ ra số quả bóng ném ra ngoài đúng không? Như vậy là mỗi quả bóng ném vào rổ được 2 điểm đúng không? Có nghĩa là ném bóng ném vào rổ ít quả bóng được được cộng 2x điểm. Như vậy ném vào rổ ít quả bóng thì sẽ được cộng 2x điểm. Ném ra ngoài 15 trừ ít quả. Quả bóng bị trừ 15 trừ ít điểm đúng không? Vì vậy sau khi ném 15 quả bóng thì học sinh sẽ có số điểm đây. Sau khi ném 15 quả bóng thì học sinh có số điểm đây. Như vậy là mình sẽ có là 2x điểm này, cộng vào này trừ đi 15 trừ x này điểm này đúng không? Giờ mình sẽ gọn chỗ này mình bỏ ngoặc trước phân phối dấu trừ vô trừ 15 giờ trừ x biến thành cộng x giờ 2x cộng x là 3x trừ 15 viết lại điểm như vậy sẽ được là 3x trừ 15 điểm. Như vậy là theo đề bài để vào được đội tuyển thì học sinh cần là 15 điểm trở lên, có nghĩa là cái này phải lớn hơn bằng 15 đúng không? Theo đề bài để được vào đội tuyển khi học sinh càng có từ 15 điểm trở lên. Nên ta có bắc phương trình. Nên ta có cũng được. X trừ 15 sẽ lớn hơn bằng 15. Đúng này. Giờ bây giờ trừ chuyển quy là cộng như vậy có nghĩa là 3x sẽ lớn hơn bằng trừ 15 chuyển quy là cộng 15, 15 cộng 15 là 30. Giờ có nghĩa là x sẽ lớn hơn bằng
Giờ nhân chuyển quý là chia 30, chia 3 được 10, như x sẽ lớn hơn bằng 10. Được này. Như vậy lớn hơn bằng 10 có nghĩa là nem ít nhất là 10 quả bóng, đúng không? Như các em kết luận là quậy học sinh đó. Quậy học sinh càng ném vào rổ. Ít nhất 10 quả bóng. Thì mới vào được đầu tiên, đúng không? Được chọn vào đầu tiên. Giờ như là mình xong câu 2.23 nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sớm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Thì chúc các em học tốt, tạm kém nhé.